Chiều qua 8 tháng 2, trường tiểu học Trần Quang Khải và trường tiểu học Nguyễn Du thành phố Long Xuyên tổ chức lễ khánh thành thư viện thân thiện. Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, bà Võ Thị Xuân Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã đến dự và chia vui cùng với nhà trường. Sau một thời gian thực hiện việc cải tạo bố trí trưng bày, đến nay thư viện thân thiện của hai trường tiểu học Trần Quang Khải và Nguyễn Du đã hoàn thành trong niềm hân hoan phấn khởi của thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh của nhà trường. Đây là hai trong 14 đơn vị trường tiểu học trên địa bàn tỉnh được chọn tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Room to Read và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2022-2024. Thư viện được trang bị bàn ghế tủ sách đẹp mắt, được sắp xếp thân thiện để học sinh tiếp cận sách dễ dàng. Sách được phân loại theo trình độ đọc của từng lứa tuổi, dán mã màu và đưa lên kệ có màu tương ứng không gian thư viện được bố trí có gốc hoạt động như gốc viết vẽ, gốc sáng tạo gốc tra cứu gốc trò chơi nhằm tạo môi trường đọc sách thân thiện gần gũi cho học sinh và giáo viên việc khánh thành thư viện thân thiện không chỉ giúp cho học sinh phát triển thói quen đọc sách mà còn phát triển kỹ năng đọc để trở thành người đọc độc lập thực hiện thành công mục tiêu nâng cao năng lực ngôn ngữ khả năng giao tiếp các em học sinh sẽ được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản, một trong những kỹ năng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường.